Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Trang. Đây là For Elbrexit Box phiên bản 2022, nhìn rất là trẻ trung, phong cách và thể thao ha. Phiên bản này thì nhìn rất là bắt mắt nha. Những chi tiết sơn đen của For Elbrexit Box thì cái mâm sơn đen này, rồi tay gương chiếu hậu, tay ốp nắm cửa và cái hai thanh giăng nóc nha. Ở phía sau thì cũng được những chi tiết này cũng được đen so với phiên bản ti tai ôm nha, giống chữ Sport này và cái chữ Everest, chữ Everest của titanium thì sẽ là cái màu bạc nha. Nhìn từ phía sau thì chúng ta thấy cái đuôi xe nhìn rất là đẹp, đặc biệt là cái dãy đèn led trải dài nha. Ở phía sau chúng ta cũng có bốn cái cảm biến. Đuôi cá này mọi người. Xe Everest chỉ sử dụng nhiên liệu là dầu diesel thôi nha, không có sử dụng nhiên liệu xăng. Mâm nhìn rất là đẹp ha, mâm 20. Ở phiên bản này thì chúng ta sẽ không có cái cam 360 độ và cam cặp đề nha. Đây là nội thất phía bên trong xe. Lúc mở chìa khóa lên thì chúng ta sẽ nhìn một cái màn hình y chang như vậy nha, trông rất là đẹp ha. Rồi màn hình 10 inch, màn hình trung tâm. Phiên bản Sport thì là phiên bản một cầu. Đây có phanh tay điện tử luôn nha, chống trơn trượt và cảnh báo điểm mù này. Rồi sạc không dây. Everest Sport thì không có cổng sạc 230V nha. Ở vị trí ghế lái và ghế kế bên có hai cái khay để ly và hai hộc để đồ phía trước. Đèn chiếu sáng tự động, điều chỉnh độ cao của đèn nha mọi người, và điều chỉnh cái màn hình của đèn màn hình táp lô, điều chỉnh độ sáng á. Mở cốp ha, mở cốp trước. Rồi đây là hàng ghế thứ hai. For Everest rất là rộng rãi nha. Kích thước chiều dài, chiều rộng tăng lên so với phiên bản trước ha. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta điều chỉnh cái hệ thống gió của dàn lành nha. Đèn trần cũng là đèn led nha mọi người. Chúng ta thấy tay nắm cửa được, cái tay mở cửa được thiết kế rất là hay nha. Thời xưa thì chúng ta móc ở bên hông này, nhưng mà giờ chỉ cần một tay thôi, không cần thao tác hai tay đâu, là bóp cái mở cửa ra, vừa mở cửa ra và vừa giữ được cánh cửa luôn ha. Rất là hay và rất là an toàn. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trang. Thông tin chi tiết và giá bán cụ thể hãy liên hệ với Trang để được hỗ trợ và tư vấn rõ ràng nhất ha. Xin cảm ơn mọi người.